Dạ, kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay cũng là ngày Chủ nhật ha chú. Chúc quý cô chú một ngày cuối tuần an lành, hạnh phúc bên gia đình và có thật nhiều niềm vui. Hôm nay thì con tiếp tục ghé lại vườn của anh Trường Gà tại Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp để giới thiệu đến quý chú một lô cây bonsai mới của anh. Đặc biệt hôm nay thì mình sẽ giao lưu những cái cây bonsai mini rất là dễ thương quý cô chú. Thì con sơ lược cái vườn của anh ha, rất là nhiều me, đặc biệt là anh đang nuôi một cái lô me me quái đẹp luôn chú, me rồi seri ổ lộn siro, đặc biệt là me có nhiều dáng rất là độc đáo luôn, đang nuôi tai cành nhiều dáng đẹp đó, thì me rồi bông giấy đủ các loại trơn xứ đây. Còn mặt hàng của mình hôm nay ở đây vú sữa cũng có me luôn ha, lekima siro đây, nhỏ dễ thương giống là tùng rồi khế nhật, khế mỹ, rồi nguyệt quế, tường vi đó, rồi gừa si, gừa bông, bông trang, nói chung là đa dạng. Thì mời quý chú gặp lại anh Trường ha. Rồi em chào anh Trường. Chào anh Khánh, kính chào quý bà con cô chú trên anh chị cùng trên mọi miền đất nước. Thì hôm nay nhà vườn em cháu có lên clip mới phục vụ quý cô chú anh chị, thì không quên chân thành cảm ơn quý con chủ anh chị ủng hộ em cái clip vừa qua rất là nhiều. Thì dạ, để không mất thời gian quý cô chú thì xin vô cái clip hôm nay báo giá, báo thông số chi tiết từng cây cho quý cô chú tham khảo, ủng hộ nhà vườn em cháu. Xích lại trên kia giùm em nữa xíu anh. Đúng rồi. Rồi. Cho quý chú mình nhìn rõ hơn chút xíu. Mã số 1 là một cây nguyệt quế quý cô chú. Nguyệt quế cái này chắc trồng hột của anh hả? Cây này cây trồng hột. Trồng hột sữa thân nha. Quế khó thuần của chú, nhưng mà mình trồng hột sữa thân, mình ép chậu vô mini là cũng rất là hay đó. Cái này đo vậy đi, cái hoành ở vị trí này là được 13 quý chú. Dạ. Sao đo sao đây? Chiều cao về được 20 quý chú ơi. Cái ngang gì được 21. Có hai cái co. Độc nha quý chú, hai cái co sữa thân rất là độc đáo luôn. Ép chậu mini chơi luôn anh ha. Dạ. Nguyệt quế dáng đổ. Cây nguyệt quế này lá sắn bông chùm quý chú. Dạ. Vậy thì sống khỏe ép chậu sẵn sàng quý chú rồi. Rồi mã số 1 xin lưu quý chú anh chị là 650.000. 650.000 thôi quý chú. Dạ. Cây sống khỏe nha. Dạ, xin phép chú mã số rất 1. Là dễ thương. Dạ. Rồi. Hôm nay hàng cầm tay nhẹ nhàng nha quý chú ơi. Dạ, mã số 2. Số 2 là một cây tùng. Cái tùng Đài Loan quý chú ơi. Tùng Đài Loan anh ha. Dạ, một cái tùng Đài Loan. Đây là cây riêng nha quý chú. Rồi, đo chiều dài thôi. Chiều dài chứ. Nguyên cái tàn dài vậy là được là 38 quý chú ơi. Dạ. Cái hoành nó khoảng như bằng đầu đũa không ăn quý chú. Dạ rồi. Cây hàng mini để bằng, bàn chơi quý cây chú viết bít mình thôi quý chú ơi. Cây viết bút bi mình. Dạ, mã số 2 cây tùng Đài Loan xin lưu quý cô chú anh chị là 480.000, khi đi ship luôn cả chậu về cho quý cô chú đây. Hàng để bàn quý cô chú ơi. 480 anh ha. Dạ. Cây tùng Đài Loan cây riêng quý cô chú. Dạ. Rồi. Tiếp tục luôn. Một cây tùng Đài Loan nữa anh ha. Tùng Đài Loan luôn. Dáng này thì dáng khác ha cô chú. Đó. Mã số 3. Còn thấy cây là lọc nó đang chuẩn bị lao được 19 quý chú. Nguyên tán dài được 32 quý chú. Thì hoành bằng cái đầu cái bích nó lớn luôn quý chú. Dạ 480.000 quý chú. Đem ship luôn cả chậu cho quý chú. 480. Rồi. Đi vòng ở này. Số 4. Một cái tùng đột đỏ. Tùng đột đỏ quý chú. Cây này là cây ghép anh hả? Cây ghép. Cây này ghép. Dòng này thì cũng mới của chú cho nên chưa có cây ghim to đâu ha. Tùng đột đỏ. Chiều cao của cây được 25 của chú. Nguyên tán dài được là 52 của chú. Đây mắt ghép nó từ đây của chú. Ghép bằng ngón tay út này của chú. Cây này thì cái gốc ghép nó hơi bị lũa hơi mà kéo sành của chú. Dạ. Đây là tùng đột đỏ. Tùng đột đỏ. Dạ, mã số 4 xin giao lưu với chú anh chị là 850.000. Đem ship luôn cả chậu cho quý chú. 850.000 cái mắt ghép to anh ha. Dạ. Cái ghép này tương đối nó liền hết này. Dạ rồi. Dạ, mã số 4.
Số 5. Số 5. Giờ này. Này nhiều cây lóc cóc luôn à. Nhỏ nhỏ, mini dễ thương. Một cây nguyệt quế nè quý chú ơi. Một cây nguyệt. Dạ rồi. Chiều cao của cây đo dày được 15 quý chú. Riêng cái dày thì được là 24 quý chú. Quanh vị trí được 13 quý chú ơi. Cây mã số 5 cây nguyệt quế xin lưu quý của chú anh chị là 550 ngàn. 550 anh ha. Đó. Đây cái phần rễ đó là anh cho quý cô chú thấy cái rễ rất là khỏe quý cô chú. Dạ. Yeah. Quế thì khó thần lắm nhưng mà cây này như vậy quý cô chú yên tâm đi. Là cây, cây là trồng hộp sửa thân từ nhỏ nha quý cô chú ơi. Dạ. Cây thứ 6 quý cô chú ơi. Để này cho cao cao chút dễ vậy. Đây một cái tùng kim cương zin quý cô chú. À tùng kim cương zin. Dạ. Trong cái lưu vậy này quý cô chú. Này cũng không biết đo làm sao luôn. Vậy đi, cái bán vậy được là 25 quý chú ơi. Dạ. Cái hàng mini thì bằng chiếc đũa quý chú, thân bằng chiếc đũa thôi. Mình cho cái sổ rễ vậy đó anh hả? À, dạ. Ép vô cái lưu vậy quý chú về chơi năm rồi chú quý chú đập cái lưu này ra thì có nguyên một cái bộ đế giống như cái lưu này thay qua chỗ khác quý chú ơi. Dạ đúng rồi. Vô tình được một cái mini gốc đế đẹp. Dạ mã số 6 xin lưu quý chú là 450 ngàn. Một cái tùng kim cương. Dạ cây rin. Kim cương cây rin theo chú. Dạ rồi. Số 7 một cây da nhật quý chú ơi. Cây, cây nhỏ mà bông hoa ổ trái chứ. Trái nó chín đều ở trên này đâu quý chú. Rụng bớt rồi đó. Nó chín mùi rụng bớt rồi. Chiều cao được 26 quý chú ơi. Bán ngang được 27. Hoành bằng ngón tay giữa rồi chú ơi. 250 ngàn quý chú. Bao ship luôn cả chậu rồi chú quý chú. Chưa. À, cho em coi cái trái nó nằm lúp vào đây nè quý chú. Đẹp. Trái nó trái chín. Trái chín. Đây, còn cây này bắt đầu trái còn sống. Trái dạ. Gì này. 250 cây kia anh hả? Dạ 250. Đây cây cây số 8. Gia nhật nữa anh ha. Dạ. Cây này dễ trồng lắm chú, chỉ nước thôi, không phân thuốc gì hết. Chiều cao là được 17 rồi chú ơi. Nó xanh tốt quanh năm. Tán dày được 31. Này đây. Bằng ngón tay cái em nè. Trái lùm lùm lại đây luôn. Cũng phải ép chậu mà cũng phải dạ. Cây già lắm nó mới cho dạ. Trái nha quý chú. Chứ cái cây non không có trái đâu. Đó. Rồi cây mã số 8 300 ngàn. Thì đem ship luôn cả chậu cho quý chú anh chị. 300. Em nói luôn anh ha. Số 9 à, dạ. Nói luôn. Cây dáng bay. Cây này phối cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ à, chơi được. Nhiều chú chơi tiểu cảnh. Trồng hay trồng mấy cái hòn non bộ cũng được. Chiều cao cây được 16. Tán dài cây thì được 34. Hoành cây này bằng ngón giò cái quý chú. Dạ. Rồi 300 ngàn quý chú ơi. Ship luôn cả chậu rồi chú quý chú anh chị. 300. Rồi. Tiếp theo một cây số 10 một cây khế. Một cây chua ghép khế Mỹ quý chú. Cây chua ghép khế Mỹ mà đặc biệt nó quái hay quý chú. Nó ba thân nó quái vậy nè, ba bốn thân chứ. Nó khến dính liền hay quý chú. Nó dính liền nha. Không phải là nó gợi gợt quý chú. Chiều cao của cây được 30 chú ơi. Tán dài thì được 39, tán ngang thì được 25 quý chú. Gốc quái. Này đo nguyên cái vậy đi gì cho nguyên cái cụm vậy là được 38 quý chú ơi. Khúc nhỏ nhất trên này là được 10 quý chú. Dạ. 780 ngàn quý chú ơi. Gốc khế chua ghép khế Mỹ quý chú. Đem ship luôn cả chậu cho quý chú. 780 anh Trường ha. Dạ. Dạ rồi. Mã 11. Một cây tùng Đại Loan đó anh hả? Cái này cây tùng Đại Loan luôn. Dạ. Cây có dáng đổ nhẹ thôi. Chiều dài của cây giờ được là 32 quý chú ơi. Hoành bằng đầu đũa, chiếc đũa, đầu đũa không ăn quý chú. Như vậy thôi, tán ngang thì được 21. Tán ngang luôn. Rồi. 350 ngàn quý chú ơi.
Dạ. Em ship luôn cả chậu rồi cho quý chú nè. Mấy cái mini này thì ship chậu không anh ha. Đi chậu không quý chú. 12 một em Nguyệt nữa quý chú ơi. Dạ. À. Quý chú thích cái dáng lắc lượng thì đây ha. Thì lắc. Đo tính cái phôi vậy thôi quý chú ơi. Chiều cao về được là 31. Hoành đôi chí thì được 17 quý chú. Nguyên cú đế đặt thì được 31. Dạ. Cái sạch sẽ không bông lũa nha quý chú. Sạch. Lắc. Ảnh trường một số chi cành này nha quý chú. Cho mình nuôi lớn ha, đặng mình vô dây. Với chú vô dây. Gã mới 12 xin vô lưu quý chú anh chị là 700.000. 700. Quế lá sắn bông chùm quý chú. Được quế thì nhiều lắm chú, nhưng mà à, kiếm mấy cái đế bàn mà đế rồi thân đồ này nó đềm đạm như thế này. Được ép chậu như vậy là cũng khó lắm quý chú. Nó cũng khó thuần đâu chú, nhưng mà cây thì mấy này thì ảnh ép chậu sống khỏe hết à. Mã 13, cây người quế nữa quý chú ơi. Cái củ này đẹp nè quý chú. Chung nhỏ nhưng mà cũ thì to ha. À. Cây trồng hộp. Sửa thân. Sửa thân từ nhỏ luôn. Chiều cao của cây dày được 25 quý chú. Cái tán dày thì được 29 quý chú. Quạnh đôi vị trí này được 18. Cú đặt về được là 28 quý chú. Dạ. Rồi mã 13 xin giao lưu quý chú anh chị là 700. 700. Quế, lá sắn bông chùm quý chú. Về nhận cây thôi khỏi phải làm gì quý chú ơi. Anh đã ép chậu đồ sẵn ha. Anh làm cũng cẩn thận đó quý chú. Đây cây này thì chưa có 14. Chậu. Dạ. Rễ hết biết anh ha, rễ rễ cám nè. Vậy mới khỏe đó quý chú. Cây vậy mới khỏe đó. Đây bông mặt bông đó quý chú ơi. Đang chùm bông ôm nụ. Dạ. Chiều cao của cây được 18 quý chú ơi. Cái tán dài về thì được là 40. Quạnh đo về được 12 quý chú. Mã 14 450.000 quý chú ơi. 450 anh ha. Cái này rất là khỏe, cái mền. Dạ xin phép mã 14. Mã số 15. Số 15 một cây trang sen Nhật quý chú ơi. Dạ, cây trang sen Nhật nó là một cây bệ liền anh ha. Bệ đặc. Bệ đặc dính nhau. Khến thành một khối đặc luôn rồi chứ không còn. Chiều cao của cây là được 25 quý chú. Tán dài của cây về được 37 quý chú. Tán tròn luôn. Hoành đôi vị trí được 39 quý chú. Dạ. Trang sen Nhật nha quý chú. Sen Nhật. Mã 15 xin giao lưu quý cô chú anh chị là 650.000 khi đêm rút chậu quá bầu quý chú. Dạ. 650 thôi anh dạ, hả? 650. Không chậu anh ha. Không chậu. Đây cái này nó dính đặc nha quý chú. Đặt một khối liền nhau. Tròn xe vậy nè. À, còn muốn lấy chậu này thì à, liên hệ với anh thêm ha. À, xin phép tính tiền chậu thêm chứ không có gì quý chú. Rồi. Mã 16. Một cây ổi tàu quý chú ơi. Ổi tàu. Đa dạng cho mình dễ lựa đây quý chú. Ổi tàu. Siêu trái. Chiều cao của cây là được là 22 quý chú ơi. Tán dài cây là được 38. Tán ngang thì được 27. Cây này nó gần muốn ra bông rồi. Quạnh đôi chí được 15 quý chú ơi. Nó cũ đế vậy. Cũ còn nữa. Về hai tháng xuống quý chú ơi. 400.000 cho mã 16 cây ở tàu quý chú ơi. Sắp cho bông rồi đó quý chú. Mấy cái tượng này nè. Mấy cái đồ này. Sư sản nó tượng bông. Lên bắt đầu là chuẩn bị lên bông. Rồi. Mã 17. 17. Một cây tùng Đài Loan quý chú ơi. Tùng Đài Loan. Chiều cao của cây là được 17 quý chú. Nguyên thằng dài về được là 37. Nhỏ nhỏ để chỗ à, bàn làm việc, làm bàn việc tính tiền rồi này nọ cũng đẹp quý chú ha. Đây nè, dễ thương. Mã 17, 450.000 quý chú ơi. Đi ship luôn cả chậu cho quý cô chú anh chị. 450. Dạ rồi. Mã 18. 18. Một cái tùng đọt đỏ. Đọt này đọt làm như đọt hồng lá rí. À nó khác nữa anh hả? Khác nữa. Nó có nhiều vòng vậy đó hả? Cái này nó tựa như là tùng kim cương vậy ha. Nó ra cái lá rất là đẹp nè quý chú. Đọt hồng mà lá rí. Nhưng mà nó đọt hồng. Chiều cao đo về được 12 quý chú. Cái tán dài về được 35 quý chú.
Cái này là cây rép nha quý chú. Nó cái đỏ đây, cái mắt rép nằm đây quý chú ơi. Ra như cái hoa vậy quý chú. Mấy cây này quý chú giờ mua về quý chú chơi năm sau rồi đập bỏ cái kiểu này, có một củ đế đẹp chơi tiếp, một cây mini củ đế đẹp. Dạ. Dạ mở 18 nhưng như luôn quý chú chị là 850 ngàn. Đem ship luôn cái vậy cho quý chú chị. 850. Rồi. À 19. Một cái tùng kim cương đúng không? Kim cương. Rồi cây gin. Biến tháng dài được 20 quý chú ơi. Thì bằng chiếc đũa thôi quý chú ơi. Cái này thì nhỏ anh ha, cái này nhỏ. Mini đế bàn quý chú. 450 ngàn quý chú ơi. Nó 19. Dạ. Đây kim cương cây gin. Rồi hôm nay đặc biệt là tùng nhiều tùng, anh ha. Dạ. Tùng nhỏ nhỏ mini để bàn. Mã 20, một cây khế chua gốc, khế chua ghép khế Mỹ. Ghép khế Mỹ. Dạ. Chiều cao của cây được 26 quý chú ơi. Tán dài cây được 40. Cái này thì tròn ấm rồi. Hoành vị trí được 17 quý chú. Cũ về được 35 quý chú ơi. 750 ngàn thì đi ship luôn cả chậu rồi cho quý chú chị. Dạ mã 20. Dạ rồi. Mã tiếp theo 21. 21 một cây tường vi với chú ơi. Huyết long. Tường vi huyết long. Dạ. Dạ, hôm nay quý chú nào chưa giao lưu mấy cái này thì vẫn còn. Cây mới heo chú. Đó, dòng này cũng được quý chú ưa chuộng. Chiều cao con đo vậy là được là 44 rồi chú ơi. Hoành thì được 12, hơn 12 quý chú. 350 ngàn quý chú. 350. Dạ. Phép mã 21. Dạ, rồi. Bông đỏ, lá đỏ. Lá đỏ. Cái nhánh cũng đỏ luôn. À, đây 22. Đây một cây đẹp này nha quý chú. Cây này là để bàn hết bài luôn nè. Cái này giờ quý chú khỏi vô dây gì cắt theo form thì chơi cũng được rồi. Chiều cao của cây được 20 quý chú ơi. Nguyên cái tầng bay ra về là được 50 quý chú. Bài mà lắc nha quý chú. Cái ngang này được 22. Bay lắc vót ngọn. Đây to lắc. Đặc biệt là phần đế cũng đẹp luôn. Phần đế rất là độc đáo luôn. Cái này người ta trồng ống hay sao anh? Trồng này người ta trồng trong cái chậu nhỏ anh. Nhỏ lớn nó sống chậu nhỏ thành ra nó đế ghế mình nó rất là mạnh. Hoành được 14 luôn quý chú. Nó có cái khuôn đế nè. Cho nên là củ đế này được 30 quý chú ơi. Mã 22 xin giao lưu với chú anh chị là 650 ngàn. Anh lật cái mặt lưng này lên cho mày, anh lật lại. Đây. Đó. Nó bị ấy chưa có kỳ cỏ gì. Cái đó không phải bị gì hết nha chú. Mấy cái rêu trắng trắng nó bám thôi chứ không phải bị hư bị gì hết nha. Đặc biệt cái đường thân rất là đẹp cây này. Mấy trăm ở 650 anh hả? 650. Cây này chỉ 650. 22. Dạ. Đây. Mã 23. Một em quế nó sắn bông chùm đúng không chú? Cái này thì 600. Đó. Chiều cao cây được 24 chú ơi. Tán dài cây thì được 45. Hoành nó vị trí thì được 13 quý chú. Nó được cái bộ củ đế rất đẹp. Củ đế thì được 29 quý chú. Cây thì rất sạch sẽ. Cây mạnh khỏe. Cái củ đẹp quá quý chú. Nguyệt quế nhỏ nhỏ ép chậu mà cái củ nó phô ra như thế này ha, mình để chứ. Củ đế rất là to quý chú. Bắt mắt. 600 ngàn quý chú. Ship luôn cả chậu quý chú anh chị. 600 ngàn luôn à. Chậu như thế này quá dễ thương luôn. Cây thì khỏe nha quý chú. Rồi. Tiếp theo là mình đi có một cây tùng nữa. Cây trước đó nè, cây trước là 20. Này, cái này 23, cây đó 24. Cây vừa rồi là 23 ha chú, còn cây này là 24. 24. Một cây tùng. 24. Tùng này chắc tùng vạn niên quá anh ha. Cái này tùng lá hán á. Tùng lá hán là nó đó, tùng vạn niên. Cây có chiều đổ xuống về được là 31 quý chú ơi. Hoành bằng ngón tay út. Dạ. 480 ngàn quý chú ơi. Đi đem ship luôn cả chậu về cho quý chú anh chị. 480 một cây dáng đổ nữa heo chú. Dạ, xin phép xuống ở 24. Dạ, rồi. Mã 25. Một cặp.
một cặp da Nhật. Da Nhật. Dạ. Mini hơn mấy cây trước nữa. Chiều cao được 11 của chú ơi. Tán dài về được 24, hai cây thì tương xứng cỡ nhau. Hoành thì cái này em muốn út chút, cây này thì bự hơn chút. Cây này để cho trái giống như mấy cây này, cái nữa là đẹp luôn nè quý chú. Thì nó cũng khá là già để cho trái này nè. Mã 24. 4. Một cặp về 300 ngàn quý chú. 300 một cặp. Đó. Gồm hai cây. Dạ. Ủa này mã 25, lộn. Mã 25 quý chú. Cặp da Nhật mã 25, 300. 26. 26. Một cây khế Nhật, ủa khế Mỹ nữa quý chú ơi. Gốc khế chua ghép khế Mỹ quý chú. Dạ. Chiều cao cây được 29 quý chú. Cây này cái bo ghép mập quá xá anh ha. Mập thù. Tán dài thì được 44 quý chú. Mình cổ đôi chí được 18 quý chú. Quỳnh cũ thì được 37 quý chú. Cây sạch sẽ, không có bọng lũa hết. Mã 26 xin lưu quý cô chú anh chị là 870 ngàn. Gốc khế chua ghép khế Mỹ quý chú. 870. Dạ. Dạ. Mã 24. 24, 25 tiếp theo. Đây, một cây Siro. Siro đang cho trái. 26 à. Sao lộn số rồi ta? Mã 27. Dạ, một cây Siro đang cho trái trên cây. Nhưng mà trái này trái gắn vô nhiều quý chú. Trái demo quý chú. Anh ta demo á. Trái thật nhưng mà của cây khác gắn vô. Nhưng mà mới hút ra trái vậy đó quý chú. Chiều cao là được 31 quý chú. Đủ sức à. Những cái tán dài về được 52 quý chú ơi. Tán ngang thì được 42. Hoành đôi vị trí này là được là 18 quý chú. Dạ. Cụ đế thì bự quý chú. Dạ. Thường dòng này nè quý chú, nằm chậu thì vẫn cho trái nhưng mà trái ít thôi chứ không phải là trái được nhiều như nằm đất. Mã 27 là 450 ngàn quý chú. Cái Siro mã 27. Trái rất đẹp anh ha. Trái đẹp lúc chín thì nó chuyển màu. Mã 28 quý chú là thích tông cao thì đây. Ảnh treo rất là bắt mắt luôn quý chú. Đó, đó. Trái này là trái chín nha quý chú. Đó, trái chín là trái này là đi làm nước uống được rồi nè. Siro. Chiều cao cây được 32 quý chú ơi. Tán ngang, tán tròn của cây về là được là 47. Nó chín nó còn đen hơn chút xíu nữa nha quý chú. Cây này thì cũng chưa chín lắm. Hoành cũ về được 30 quý chú. Cái đoạn thân trên bằng ngón tay cái chứ. Dạ. Rồi cây mã 28, 400 ngàn quý chú. 400 ngàn. Dạ. Dạ rồi. Tính phép mã 28. Tiếp theo luôn tới trà Phúc Kiến, lại nhiều mặt hàng 29. Mặt hàng đa dạng. Ồ cây trà này đẹp quá quý chú ơi, nhỏ nhưng mà chân cẳng nó bỏ nằm như con thú á, như con thú. Chiều cao cây được 14 quý chú. Tán dài cây thì được 27. Tán ngang thì được 17. Nhỏ nhưng mà cũng ấm rồi nha. Bình củ đế về là được là 22 quý chú. Dạ. Rồi mã 29 450 ngàn khi đem ship luôn cả chậu cho quý chú anh chị. 450. Dạ. Rồi. Đây một cây đẹp nữa. Mã 30. Trà Phúc Kiến. Trà Phúc Kiến luôn. Cây này nuôi sau này cây tương lai đẹp quá chú. Cây cúc cành rất là đẹp. Mini để bàn làm việc đồ tặng bạn bè rồi cũng được quý chú. Chiều cao của cây là 12. Tán dài cây được 27. Tán ngang là được 17. Nguyên cụ đặt gì được là 16 quý chú ạ. Mã 30, 450 ngàn quý chú. Ship luôn cả chậu rồi quý chú anh chị. Trà Phúc Kiến thì mình khai thác là nhiều chú, ít có ai trồng mà sữa cũ, sữa thân như thế này. Rất là duyên luôn. 31, ủa sao này nhiều quá ta. Một cái tùng đọt hồng hả? Đọt đỏ nè. À đọt hồng. Lá nhỏ lá gí. Cái đọt nó như cái hoa. Chiều cao của cây là được là 15 quý chú. Nhưng tầng đổ xuống về là được là 34 nữa chú. Có phân biệt lá luôn anh ha. À. Có lá lớn và lá nhỏ nữa ha. Cây này đây cây ghép nha quý chú. Dạ. Đây mắt ghép nó nằm chỗ này quý chú. Tôi nói nó liền luôn nha quý chú. Rồi mã 31, 850 ngàn quý chú. Thì quý chú về vừa chơi vừa lấy bo luôn cũng được quý chú. 850. Dạ. Rồi tiếp anh ơi.
31 hả? 32. Một cây lê kima. Kima. Chiều cao của cây là được 46 cô chú. Tán ngang vậy thì được 69. Dạ. Hoành thì gần 17 cô chú. Cột cạnh thì to rồi. Dạ mã 32 cây lê kima xin lưu lưu quý cô chú anh chị 1.300.000 đồng khi đem rút chậu quá bầu cô chú. 1.300.000 cô chú. À, cây nuôi chậu từ nhỏ anh hả? Dạ dạ cây sữa cốt cạnh. Dòng Thái cô chú. Lê kima Thái. Dạ. À, 33 với chú ơi. Một cây me. Một đây. Cây me Thái với chú ơi. Một cây me Thái luôn. Cây này khá to nha chú. Khá to và già. 33. Chiều cao của cây là được 51 với chú ơi. Nguyên tán dễ cây về được 79. Tán ngang thì được 47. Hoành đôi vị trí vậy là được gần 29 không chú, hơn 28. Nguyên cái củ đặc như vậy thì được là 45. Này mới Thái không chú, đọt đỏ không chú. Cấu cạnh cắt giật 2-3 nhịp không chú, rất là to. Dạ mã 33, cái mê Thái xin giao lưu với chú anh chị là 1.700.000 đồng, khi đi rút chậu bó bầu với chú. 1.700.000. Dạ. Dạ, xin phép xuống mã 33. Dạ, mã 34. Một cây vú sữa là cũng cây cuối clip luôn cái chú. Vú sữa tím luôn chú. Vú sữa tím luôn anh hả? À. Chiều cao của cây là được 35 cái chú. Tán dài cây về là được 76. À, cây này đẹp nha cô chú, nhìn kỹ lại. À. Gốc nó già. Hoành đôi vị trí về được 25 cái chú. Nguyễn cũ đặt về được 39. Rồi mã 34 xin lưu quý chú anh chị là 1.800.000 đồng, chị đi rút chậu quá bầu với chú. Chú sữa tím anh ha. Dạ sữa sữa tím. Sữa tím 1.800.000. Dòng siêu trái. Dạ mã 34 cũng đã kết thúc clip hôm nay, kính chúc quý chú một ngày mới dồi dào sức khỏe, luôn ủng hộ kênh Lục Tỉnh cũng như ủng hộ nhà vườn ông cháu, chân thành cảm ơn rất nhiều. Hẹn quý chú clip sau. Dạ rồi em. Dạ, chào anh chào. Trường gà hôm nay không có gà quý chú, gà hết rồi, nuôi anh tẻ bậy hết trơn rồi. Thì con cũng cảm ơn quý chú đã dành thời gian theo dõi. À, quý chú xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì xin mời đăng ký kênh ha, nhấn chuông thông báo để khi có clip mới mình sẽ sớm cập nhật theo dõi hàng ngày trên kênh. Con chân thành cảm ơn và xin chào quý cô chú.